chào quý vị và các bạn. Trong khi miền Bắc tiếp tục có những ngày đầu đông ấm áp với nắng vàng nhẹ, thì ở Trung Bộ dù cao điểm mưa lớn đã qua nhưng đêm nay, ngày mai, mưa vẫn sẽ xuất hiện trên diện rộng. Quý vị cần lưu ý. Lúc này, những yếu tố gây mưa là tổ hợp không khí lạnh với đới gió đông bắc tầng thấp và gió đông ở các tầng khí quyển trên cao đang có dấu hiệu suy yếu. Vì thế, trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên còn có mưa to, với lượng mưa từ 50-100mm. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế và Quảng Nam vẫn có điểm mưa rất to trên 150mm. Phải sang đến ngày 28 tháng 11, mưa ở miền Trung mới giảm hẳn. Do còn mưa lớn nên khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện vùng núi của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Quý vị sinh sống ở các khu vực này cần hết sức đề phòng. Do còn mưa, trời nhiều mây nên nền nhiệt ngày mai Trung Bộ vẫn chưa tăng được. Mức nhiệt vẫn duy trì từ 24-27 độ ở Bắc và Trung Trung Bộ và từ 28-31 độ ở các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ. Ở phía Nam, mưa dông cũng có xu hướng giảm dần và lui về thời điểm chiều tối. Còn trong ngày, mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh vùng cao nguyên phổ biến từ 25-29 độ và từ 30-33 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Nơi có thời tiết ổn định nhất cả nước vẫn là khu vực Bắc Bộ. Đêm nay và sáng mai trời nhiều mây, sương mù và rét nhẹ. Sang ngày mai, miền Bắc vẫn có được thời tiết tạnh giáo và có nắng về trưa và chiều, với mức nhiệt phổ biến từ 26-28 độ. Trên biển, trên toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm cả huyện đảo, Hoàng Sa và Trường Sa vẫn đang duy trì gió đông bắc mạnh, gây sóng cao từ 3-5 mét. Phía Bắc Biển Đông và từ 2-4,5 mét ở Nam Biển Đông, biển động mạnh. Ngoài ra, mưa dông nhiều nơi khiến tầm nhìn giảm thấp, tàu thuyền lưu ý để đảm bảo an toàn. Bài tin thời tiết tổng hợp ngày 26 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!